thơm là chú để nguyên lát quá, xương bự hả? Thơm thơm. Nó xương chú để bự quá hả? Đó. Liên liên lấy cái đũa gấp ra gân ra liên, làm nào cũng nằm gân. Gân này gân nè gân. Dạ dạ. Một phần. Cục về 10 ngàn á. 10 ngàn. Ờ, 10 ngàn. 10 ngàn thôi. Đó, 7 năm rồi ta. Dạ. Hồi đó ba mới bán có 17 ngàn. Dạ. Lên 18, 20, 22, bây giờ 2 năm nay mới được 2 lần. Quý vị thân mến, hiện tại sáng hôm nay chúng ta đang có mặt tại ở địa chỉ là 927 Tạ Quang Bưu, phường 5, quận 8. Thì khi mà đi ngang qua đây nè, chúng ta thấy có một tiệm bún bò, bò kho, vỉa hè. Khách hiện tại thì đang rất là đông nên chúng ta muốn ghé vào hỏi thăm cũng như chia sẻ đến với toàn thể quý vị. Đây, quý vị đang nhìn khách ngồi ở bên kia nha. Thì chỗ bán là ở đằng sau đây, chú là người bán nè. Ở vỉa hè nên quán nào cũng vậy, đa số là không được gọn gàng cho lắm quý vị, tại vì vỉa hè mà không có bằng ở trong quán được, nên khi mà quý vị xem á thì quý vị thông cảm. Đây mình qua mình hỏi thăm nha quý vị. Đó, chú đang đứng múc bán. Dạ con chào chú nha. Ủa, ở đây mình bán hai món hả chú? Bún bò Huế với bò kho. Dạ, ở đây mình bán lâu chưa chú nhờ? Bán 7 năm rồi. 7 năm rồi. Thì như vậy là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ hả chú? Từ 5 rưỡi tới 9 rưỡi. Dạ. 4 tiếng. 5 rưỡi tới 9 rưỡi. Dạ, một tô như vậy là trung bình mình bán bao nhiêu vậy chú? Khoảng 350 tô. Một ngày là 350 tô. Buổi sáng. Dạ. Nhưng mà một tô như vậy là mình bán khoảng bao nhiêu tiền? 25 ngàn. À, giá bình dân chứ hả? Bình dân. Là hai món đều đồng giá 25 nghìn luôn. 25. Dạ, chú cho con xem cái nồi chút xíu được không chú? Đầy quá. Đó. Có phải người Huế không chú? Đúng rồi, không phải người miền Tây mà đều người Huế chỉ. Người Huế người ta. Chú có người gốc Huế chỉ lại. Huế chỉ mình ăn. Dạ, chú hình như để ruốc đậm ha. Ruốc dạ. Nấm ruốc Huế á. Dạ đúng rồi. Nấm ruốc Huế. Ở trong đây hình như là nãy con thấy xương đúng không chú? Xương. Thơm là chú để nguyên lát quá, xương bự ha. Thơm thơm. Xương chú để bự quá ha. Xương này xương bò đúng không chú? Xương bò. Nặng gân. Dạ. Nói anh hết gân rồi, nói không hết gân rồi ta. Ủa còn gân này, còn gân để dứt gân, sắc gân, không ai nặng gân, vô sống không cho muốn. Cái này là mình bán cho khách luôn đúng không chú? Nếu mà ai mà gọi xương xí quách là mình bán luôn đúng không? Ai ăn gì mình là có. Em hai con bò. Dạ 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 dạ. Nãy giờ hơi khó lên không thấy gì luôn quý vị. Đó, không biết là quý vị thấy không? Đó, xương. Liên lấy cái đũa gấp ra gân ra liên, làm nào cũng nặng gân. Gân này, gân này, gân. Đó. Hôm nay họ về quê hết chắc bán cũng khó đúng không chú? Bán cũng ngon, bán cũng bình thường à. À bán cũng bình thường. Bán cũng bình thường. À, trung bình là ngày 350 tô vậy đó. 350 tô. Bán buổi sáng. Dạ dạ. Cảm ơn chú. Xong chưa? Dạ được rồi. Cảm ơn chú. Dạ dạ. Một tô. Là như vậy là 25 nghìn. 25 nghìn. Quá trời thịt luôn. Dạ cảm ơn. Đây là bò kho. Nhưng bò kho hết sớm hơn hả chú? Dạ, bò kho nấu hết hơn. Dạ. Bò kho nấu khoảng 5-60 tô, còn bún bò là giò 800 tô. Dạ. Khách vô liên tục luôn mà. Chắc này thôi chứ. Dạ. 7 giờ ở đông á. Dạ, tại bây giờ cũng 8 giờ rồi. À, bên đây là được rất cũng hơn phân nửa rồi. Dạ. Bò luôn. Ở đường Tà Quang Bưu hiện tại thì đang diễn ra cái đường hoa xuân quý vị.
đâu có đem về đó. Hai tô trước em gái nè. Hai tô hấp cúc rồi hai tô bình thường mới vô thị tô. Hai em đó là vô kêu bình thường hết không? Chị đây cũng bình thường luôn nè. Ở đây mình xem một tô nè, hay là cô đã thấy là tô đầy đủ như vậy mình chỉ có 35.000 thôi. 25 à? 25 nhầm. Còn dạ quay phải mai lên đại truyền hình luôn. Dạ lên đài truyền hình luôn. Cái tên gì ạ? Dạ Vina TV. Vina TV. Dạ Vina. Lên cho cái tô công. Ai là dĩa đâu vậy? Gì? Cho cái tô công. Để cho anh quay cục chiếu. Dạ. Cục kìa 10.000 đó. 10.000. Ờ 10.000. Chưa cho bá là 10.000. À. 10.000. 10.000 thôi. Bò viên nè, tái nè, tái nạm chả chiên. Dạ. Quá bình dân. Bán 7.000 rồi đó. Dạ. Hồi đó ba mới bán có 17.000. Dạ. Lên 18, 20, 22 bây giờ 2 năm nay mới được 2 lần. Đấy chú thiệt thà quý, thật tình đó. Chú cho hỏi là chú tên gì? Tên Công. Dạ chú Công. Dạ. Dạ, bị cuốn bò, bị cuốn thêm lên về. Rồi, tôi cuốn bò chiếc luôn. Tôi cuốn bò thô à. Tôi cuốn ăn tay trước đây ăn một vàng. Mới 2 lần thôi. Cái này đủ rồi, lấy gừng. Còn bò thô luôn mà 50. Không thiếu hả vậy? Dạ, lấy mì á. Mì thôi. Mì thêm đây. Nè, không thêm đây. Đủ cái này. Đụng dĩa vào đâu. Mì thêm về nè, 50. Tôi tái diện tôi đầy đủ. Đi hôm qua hả nghẹt luôn á. Hôm qua đông nghẹt thôi. Hôm qua có lợi quay cũng được á. Dạ. Ngày bao nhiêu mình nghỉ Tết chứ? À, bán ngày mai nữa nghỉ rồi. À mai nữa. Câu nào của chúng này đâu em? Là mùng mấy mình khai trương lại chứ? Mùng 10 lận. Phải bán quanh năm mình Tết là phải nghỉ Tết. Dạ. Tại vì bây giờ cô ta gọi một tô bún bò dùng nha quý vị. Còn thêm cái xíu quách nữa, tại hồi nãy thấy chú bán cái xíu quách mà có 10.000 ngon lắm. Dạ. Đó có tô này của em này, rồi của em xong nè. Dạ. Liên chuyện lẳng ra liên. Con đi á. Rồi con cơm ơi. Cái tô này 25.000, cái này 10.000, tổng cộng là có 35.000 thôi quý vị ạ. Tổng cộng có 35.000 à. Quý vị xem lại nha. Dạ quý vị. Tái nè. Cái này là bắp đó quý vị. Bắp nè, có gừng nè. Con nạm nè, nạm. Bò viên. Bún xì bừ nha, sợi to nè. Có hành. Rồi tô bình thường. Cái đây là xì quách. Xì quách có 10.000 à. Trời ơi, quý vị nào mà thích ghiền xì quách á thì lại đây nè. Rồi, để cô ta làm một chén nước chấm để cô ta chấm cái xì quách cũng như là chấm thịt. Bên đây thì có một dĩa rau. Giá bình dân.
hồi phải xí quách rồi quý vị. May là cô ta gọi kịp thời. Tại vì quá rẻ luôn mà, xí quách nguyên một tô như vậy mà chỉ có 10.000 thôi. Cảm ơn. Nên đây con cô đem trước đi cho tới hai tô.
đây nha quý vị. Thì nếu mà quý vị có đi đến đây thì quý vị có thể ghé về Trần Tự. Cô ta sẽ để cái địa chỉ ở trên màn hình đó. Một tô như vậy giá rất là rẻ luôn quý vị, chỉ có 25.000 thôi. Xương xíu quách thì thêm 10.000. Đó là tổng cộng là 35.000 là ăn thoải mái luôn. Hiện tại bây giờ thì khách vào rất là đông này. Mặc dù chú không phải là người gốc Huế nhưng mà cái hương vị chú nấu á, cô ta cảm giác nó giống như Huế quý vị. Tại vì chú để ruốc rất là nhiều. Ruốc, thơm, xà, đó là ba cái hương vị chính mà cái bún bò Huế cần có vị, thì nó tạo nên cái hương vị giống Huế. Đó. Ngoài ra thì chú cũng rất là nhiệt tình, nói chuyện vui vẻ dễ thương. Xin cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Full Time nha.